Hiện nay, học sinh cuối cấp tại tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập 2022. Tỉnh Hưng Yên có gần 14.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Trong đó, có khoảng 13.600 thí sinh đăng ký trực tuyến, còn lại đăng ký trực tiếp. Khoảng 81% thí sinh vừa thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa xét vào các trường đại học cao đẳng. Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, có hơn 17.000 thí sinh đăng ký dự thi với 737 phòng thi, tăng khoảng 2.000 em so với năm 2021. Thời điểm hiện tại, các nhà trường cơ bản hoàn thành chương trình học chính khóa và đẩy mạnh ôn tập kiến thức cho học sinh, chuẩn bị sẵn sàng cho các kỳ thi quan trọng sẽ diễn ra vào tháng 6, tháng 7 tới đây.